Hello, xin chào mọi người. Vậy là không khí Tết đã đến rục rịch trên từng nẻo đường rồi. Không biết là anh em đã tập Tết đến đâu rồi nhỉ? Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới thì bên đúng là tốt nhà mình thì chúc tất cả anh có một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc quý khách hàng có một năm mới thật nhiều may mắn, mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong những công việc sắp tới của mình. Những chủ đề của video thì hôm nay chúng ta sẽ ngồi lại chém gió bốc phét với nhau về việc xu hướng laptop của năm 2023 sẽ như thế nào nhé. Intro. Dành cho những bạn nào chưa biết thì nhân dịp đầu xuân năm mới năm 2023, nhằm tri ân khách hàng thì bên đúng laptop nhà mình đang có rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ bên mình, các bạn sẽ có cơ hội rút một phong bao lì xì có nhiều giá trị khác nhau, có từ một chiếc RAM, một chiếc ổ cứng, hay thậm chí là một phần quà lên tới là 2 triệu đồng. Nghe hấp dẫn thế nào? Và đặc biệt hơn cả là bên laptop nhà mình sẽ tắm rửa laptop free cho anh em, diễn ra từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Mọi thông tin chi tiết thì mình để link ở dưới phần mô tả của video nhé. Vừa rồi thì sự kiện công nghệ CES năm 2023 đã diễn ra. Đây là một trong những sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới, được rất nhiều người dùng và anh em giới công nghệ mong đợi. Sự kiện này thì sẽ có những tên lớn như kiểu là Apple hay là Samsung giới thiệu sản phẩm của mình tới công chúng, và những hãng laptop cũng không ngoại lệ. Qua đây thì những hãng laptop giới thiệu những sản phẩm mình phải nói là thực sự chất lượng, những sản phẩm thực sự đến từ tương lai. Và cộng với việc một năm qua mình đã trải nghiệm review rất nhiều con máy, thì hôm nay mình xin mạo phép dự đoán những xu hướng của laptop trong năm 2023 này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói về xu hướng thiết kế, laptop sẽ càng ngày mỏng nhẹ, hiện đại và đa dụng hơn. Nhưng mọi người đã biết thì nhu cầu làm việc từ xa đang tăng rất là mạnh, đồng nghĩa với việc nhu cầu về một công cụ gọn nhẹ, tiện lợi, giúp anh em thao tác công việc dễ dàng thì đang rất là cần thiết. Vì vậy laptop ngày càng mỏng nhẹ hơn là một điều nó rất là dễ hiểu, mọi người cũng không quá là khó khăn khi nhận ra. Từ trước đến giờ laptop đang tối ưu rất nhiều về viền màn hình, kích thước và trọng lượng. Từ những chiếc MacBook có viền màn hình khá dày, bây giờ thì đã được làm mỏng đi rất là nhiều rồi. Hay là những mẫu laptop gaming, anh em biết rồi đấy, dùng laptop gaming thì nặng thôi rồi. Còn những mẫu laptop gaming mình vác đi học cộng thêm phủ sạc nữa, như kiểu là vác tạ ấy. Trong năm 2022 vừa rồi, các hãng đã có xu hướng làm laptop gaming mỏng nhẹ và tối giảm đi rất là nhiều. Thì những chiếc laptop gaming nó không còn phẩm hố và gân gốc như trước đây nữa, sẽ có những mẫu laptop nó lai lai giữa văn phòng và gaming, như kiểu là chiếc Legion 5 mình đang dùng và chiếc HP Lexus 16 chẳng hạn. Những chiếc laptop gaming có cân nặng rơi vào khoảng 2,5kg đến 3 cân. Thì bây giờ có những mẫu laptop gaming như kiểu là chiếc TUF A15 2022 vừa rồi chỉ có cân nặng chưa tới 2 cân, nó rơi vào khoảng 1,9kg, một điều thật là tuyệt vời. Nó đưa laptop về đúng chuẩn định nghĩa của mình hơn, đó là một chiếc máy tính xách tay, chứ không phải những chiếc laptop của mình đó là máy tính bắt tay rồi đâu. Nói về những chiếc laptop 2 trong 1, những chiếc laptop có khả năng xoay gập 180 độ hay là 360 độ, laptop có màn hình cảm ứng, màn hình có thể tháo rời, có thể đã quá là phổ biến với anh em mình rồi. Những chiếc laptop này thì có cho anh em thể nhiều mục đích sử dụng khác nhau, thể linh động, rất là đa dạng. Và cái điều 2 trong 1 này đã được nâng cấp lên một tầm cao mới khi bây giờ có cả laptop có thể gập màn hình và laptop có thể tháo rời bàn phím. Đỉnh thực sự, công ty phân tích ICD cho biết rằng các dòng máy tính có khả năng chuyển đổi thành máy tính bảng hoặc là có thể tháo rời. Hay gọi chung là các thiết bị 2 trong 1 sẽ tăng 5% trong kỳ hạn 4 năm tới. Như vậy là không chỉ cần tối ưu hơn về sự mỏng nhẹ tiện lợi cho khả năng di động, mà laptop cần đột phá hơn về tính đa dụng. Quả là một bài toán khó cho các hãng phát triển đây. Để đến với xu hướng tiếp theo thì mình xin gọi tên cụm từ đó là Content Creator, những nhà sáng tạo nội dung. Content Creator. Bản thân mình đây thì cũng là một nhà sáng tạo nội dung, mặc dù là nội dung của mình nó không được sáng tạo cho lắm. Vậy thì một người sáng tạo nội dung với nội dung không sáng tạo có mong muốn một điều gì ở một chiếc laptop đời mới? Chắc chắn rồi, đó chính là không gian để làm việc. Một chiếc màn hình xịn, chất lượng, rộng lớn sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của mình. Thực sự thì bây giờ những chiếc laptop có màn hình xịn sò nó không còn quá là hiếm hoi nữa rồi. Thậm chí là những chiếc laptop tầm trung, không riêng gì laptop cao cấp đâu, cũng được trang bị màn hình với tấm nền như kiểu là IPS, OLED, độ sáng cao cho những hình ảnh chi tiết sắc nét, chân thực và sống động. Mọi người có thể thấy những chiếc laptop gaming bây giờ đi, ngoài mục đích là chơi game đi, anh em hoàn toàn có thể dùng những chiếc laptop gaming để làm những công việc về đồ họa chuyên nghiệp. Bởi vì là đa phần những laptop gaming tầm trung bây giờ nhé, tầm trung thôi, chứ cần nói đến cao cấp đâu, được trang bị màn hình nó cực kỳ xịn luôn. Ngoài tần số quét cao ra này thì còn được trang bị độ phủ màu lên tới là 100% sRGB luôn. Nên là bây giờ anh em nói là mua laptop gaming về để học thì nó lại quá là hợp lý. Tiếp theo thì mình nghĩ là tỷ lệ màn hình cũng sẽ phải lớn hơn, tỷ lệ 16:10 sẽ khá là phổ biến. Màn hình lớn thì giúp anh em có nhiều cái góc nhìn nó thoải mái hơn, cũng như là cho anh em một cái không gian rộng lớn để chứa đựng những ý tưởng hay ho của mình ở trong đó. Vừa rồi thì tại sự kiện CES 2023, Acer cũng tung ra hai mẫu laptop chơi game của mình, đó là GoTrix G18 và GoTrix SK18 với màn hình khổng lồ đó là 18 inch. Hãng này còn phát triển màn hình laptop lên một tầm cao mới khi tung ra mẫu laptop đó là ProArt Studio Book 16 3D OLED với màn hình 3D không cần phải đeo kính.
làm cho mọi hình ảnh trong laptop của bạn như kiểu xuất hiện ngoài đời thật luôn. Và sản phẩm này nhằm tới đối tượng là các nhà sáng tạo, đặc biệt là trong các ngành âm thanh, hình ảnh, dự kiến sẽ lên kệ vào quý 2 năm 2023. Mình nghĩ là hai cái màn hình của những cái mẫu laptop này mà kết hợp với nhau xem phim Nhật thì nó phải gọi là ôi trời ơi. Không để thua người bạn bên kia chiến tiến thì hãng Lenovo cũng cho ra mắt đó là sản phẩm laptop YogaBook i9s. Chiếc laptop đầu tiên có hai màn hình OLED 13,3 inch. Máy vừa có thể là một chiếc laptop hoạt động bình thường với hai màn hình rời, cũng vừa có thể là một chiếc tablet khi các bạn gấp lại, hoặc cũng có thể dùng một màn hình và một màn hình còn lại để làm bàn phím và trách bát ảo. Kinh thực sự. YogaBook i9 dự báo sẽ được bán với mức giá đó là hơn 2.000 USD. Vậy thì anh em có thể kỳ vọng trong năm 2023 này, những mẫu laptop sẽ có những cái màn hình chất lượng xịn sò với nhiều khả năng tùy biến tuyệt vời. Một bài toán sẽ đặt ra cho những cái hãng laptop đó là làm sao để có một chiếc màn hình đẹp và giá thành lại phải tốt. Cuối cùng là về cấu hình. Bình thường thì như mọi năm, vào cuối năm cũ và đầu năm mới, các hãng sẽ tung ra những cấu hình mới nhất. Nên là năm nay thì cũng sẽ không ngoại lệ, laptop năm 2023 sẽ có những hiệu năng vượt trội với những cấu hình mới nhất. Cũng tại CES thì Intel cũng đồng thời cho ra mắt bộ vi xử lý đó là Core i thế hệ 13 dành cho các thiết bị di động và 32 sản phẩm được trải dài trên nhiều phân khúc từ phổ thông đến cao cấp. Trong đó đáng chú ý nhất là bộ vi xử lý hàng đầu Core i9 13980HX được trang bị cấu hình cực kỳ là khủng, lên tới đó là 24 nhân và 32 luồng, cho dung nhịp lên tới tối đa là 5.9GHz, cao nhất trên thị trường laptop hiện tại, mang lại hiệu năng đơn nhân cao hơn 11% và đa nhân gần gấp rưỡi khoảng 49% so với thế hệ trước. Không kém cạnh thì nhà AMD cũng công bố con chip của họ, đó là Ryzen 9 7940HS đời mới. Đây là một con chip mạnh nhất dòng, sẽ có 8 nhân và 16 luồng với dung nhịp tối đa lên tới là 5.2GHz và hiệu năng sẽ nhanh hơn khoảng 30% so với lại Apple M1 Pro. Đúng là một cuộc chiến không hồi kết mà. Nên là việc các mẫu laptop trong năm 2023 sẽ sở hữu con chip Intel thế hệ 13 và AMD thế hệ thứ 7 sẽ là điều rất phổ biến. Hoặc là có thể như năm 2022 vừa rồi, các mẫu laptop sẽ vẫn sở hữu con chip Intel thế hệ 12 và AMD thế hệ 6, nhưng sẽ là một phiên bản nâng cấp hơn và cải tiến hơn chẳng hạn. Tổng kết lại thì chúng ta có thể hy vọng trong năm 2023 này, những mẫu laptop sẽ có rất nhiều đột phá về cấu hình cùng ngoại hình cộng nhiều tính năng. Những mẫu Ultrabook mỏng nhẹ nhỏ gọn có thể hiệu năng cao, những mẫu laptop gaming để chơi game thì giờ đây có thể mang ra để học tập. Nói chung là bớt phân hóa đi, giờ đây anh em có thể làm tất cả mọi thứ trên cùng một chiếc laptop thôi. Đi kèm là những công nghệ cực kỳ là hiện đại, những công nghệ thực sự phải nói là tương lai, và rõ ràng phải làm sao cho nó hợp lý nhất để phù hợp với nhiều phân khúc và đối tượng. Còn anh em thì anh em có những hy vọng gì về laptop trong năm 2023 này? Không biết quan điểm của anh em có giống mình không? Anh em có thể chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì video của bọn mình đến đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem hết video của Đúng Laptop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.